cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu bốn niệm trụ quán bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu bốn tịnh lự quán bốn vô lượng bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu bốn vô lượng bốn định vô sắc cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu tám giải thoát, quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có người tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không, nên quán pháp không nội, còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có người chứng pháp không nội, quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người chứng pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Cụ Thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán chân như còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người chứng chân như quán pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người chứng pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người chứng thánh đế khổ quán thánh đế tập diệt đạo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người chứng thánh đế tập diệt đạo cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán pháp môn giải thoát không còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu pháp môn giải thoát không, quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cụ Thọ Thiện hiện vì an trụ pháp không, nên quán năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người tu năm loại mắt quán sáu phép thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người tu sáu phép thần thông, cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không, nên quán tất cả pháp môn đà la ni còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người tu tất cả pháp môn đà la ni, quán tất cả pháp môn tam ma địa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có người tu tất cả pháp môn tam ma địa, cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không, nên quán mười lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu mười lực phật quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người tu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng